Hồ ly sống chung với chó quá lâu và cái kết. Chú hồ ly này có tên là Cẩu Cẩu. Nó được một chàng trai kiểm lâm giải cứu và nhận nuôi trong một lần đi rừng. Vì nhà ở khu vực rừng núi nên anh chàng này được phép nuôi thoải mái. Tuy nhiên, anh chàng quyết định nuôi thêm một chú chó nữa. Từ đó, những câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà này. Đầu tiên là tiểu cậu bắt đầu học theo tập tính đào đất của chó ngoài sau vườn. Kết quả là màu lông đã hoàn toàn thay đổi. Sau đó, nó bắt đầu học luôn thích thói ve vãn chủ nhân của mình như một chú chó thực thụ. Đỉnh điểm là khi chú cáo Cẩu Cẩu này bắt đầu học luôn tiếng sủa của chó. Tất nhiên là vì là cáo nên nó không thể sủa giống hệt tiếng chó được. Thế nhưng ngày nào nó cũng cố gắng sủa. Và thành quả là bị hàng xóm hiểu nhầm rằng chàng trai này đang bạo hành động vật. Chú chó tiểu cẩu sau khi nghe người bạn của mình sủa cũng trở nên hoảng hốt và cố gắng tìm cách để ngăn nó lại. Thế nhưng có lẽ không ai có thể ngăn cản được mong muốn được làm chó của chú cáo này. Cali tự đi thang máy để đi chơi cùng bạn của mình. Cô gái này đang chuẩn bị dắt em Golden nhà mình đi dạo. Nhưng bình thường em hay đi dạo với bạn mình là một em chó Cali sống cùng tòa nhà, nên vẫn cứ cố ở lại để đợi bạn mình. Cô nàng này đành gọi cho chủ của em chó Cali ấy thì mới biết hôm nay anh ấy bận việc nên không đưa em Cali đi dạo được. Cô nàng này còn đang suy nghĩ làm thế nào để thanh niên Golden nhà mình chịu đi dạo một mình, thì chủ em Cali lên tiếng bảo rằng em Cali sẽ tự đi thang máy xuống. Cô gái ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đứng ở thang máy đợi một xíu để đón chiếc Cali kia. Ai ngờ rằng em chó ấy đã thực sự tự đi thang máy một mình xuống dưới sảnh chung cư mà không cần đến chủ luôn. Gia nhân mình, 今天在小区遛狗，想着喊邻居妹妹一起。 Nhìn hai đứa bạn tương phùng mừng rỡ mà cô nàng này vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng và thán phục trước sự thông minh của cún cưng nhà người ta. Sau đó, anh chủ còn xin bảo vệ trích đoạn camera lúc em Cali vào thang máy. Thực sự là em đã tự đi mà không cần ai hỗ trợ. Mặc dù không thể với tới bấm nút thang máy, nhưng chú chó này biết tìm người đang cần xuống sảnh và đi ké cùng. Đúng là thông minh đến mức người ta phải nể phục luôn đó.